Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày 2 tháng 10, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây, vào rạng sáng ngày 2 tháng 10, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triển đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn đã nhanh chóng vùi lấp, san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng Khổ Trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận lũ ống này ngày 1 tháng 10 gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên vào sáng sớm ngày 2 tháng 10 đã làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những cơ quan chức năng và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình rồi. Nhưng họ lại không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày 2 tháng 10 lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là tròn 40 ngày, nửa đêm không ngủ. Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mờ, gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 10, lũ ống lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp. Con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày 2 tháng 10. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên. Và cho tới tận thời điểm hiện tại, trên thế giới, không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong bao vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Họ rất thương cho những người dân của nước này bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau nữa giáng lên đầu của ông Tập Cận Bình thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi vừa qua, nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện.
tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, TV, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Cây trái, hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ, 28 tỉnh phía Nam của phía Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao đến 9-10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập, những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được. Bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa, lũ quét, sạt lở động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối đối với cả phía Trung Quốc, khi các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, Quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này. Nhưng những nhà chuyên môn cho biết, nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết sám hối và không thay tính đổi nết, thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận, san phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng, nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình cảnh thậm tệ nhất trong vòng gần 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi, tham vọng của mình, muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia, và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày 2 tháng 10 sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt bành trướng ở ngoài Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa, thì chắc chắn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang rất hống hách, quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ở quanh quần đảo Phú Lâm. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân, hải quân và quân đội Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo phía Trung Quốc thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống, nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng
tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, của Nhật, của Mỹ cho biết Trung Quốc trong một đến vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét, lũ ống. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Trung Quốc đang vật lộn khắc phục điểm yếu lớn nhất của tiêm kích tàng hình G-20. Trong số tất cả các máy bay chiến đấu trong kho vũ khí của Trung Quốc, không loại nào quan trọng bằng tiêm kích tàng hình G-20. Nhưng G-20 giống như tất cả các máy bay Trung Quốc khác đều gặp khó khăn do thiếu động cơ phản lực hiệu suất cao và bền bỉ. Vấn đề đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong một thời gian dài, và đó là một trong những vấn đề mà Bắc Kinh đang nỗ lực khắc phục. Nhưng việc sản xuất động cơ phản lực cực kỳ phức tạp. Timothy Hale, một nhà nghiên cứu quốc tế và quốc phòng cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand Corporation Mỹ, nói với Insider rằng có một vài công nghệ thực sự đang ở đỉnh cao của các ngành sản xuất chế tạo, và động cơ phản lực là một trong số đó. Những công nghệ cấp cao này rất khó để làm chủ nên rất ít quốc gia thành công, nhiều quốc gia đã thất bại. Hill nói thêm, khó khăn chính nằm ở khâu luyện kim và gia công. Ví dụ, một động cơ trên máy bay dân dụng Boeing 747 có ít nhất 40.000 bộ phận. Nhiệt độ trong động cơ đó có thể lên tới 1.370 độ C và cánh quạt của nó có thể quay hơn 3.000 vòng một phút trong chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Một bất lợi khác đối với Trung Quốc là các chủ thể được giao nhiệm vụ phát triển những cỗ máy phức tạp là các doanh nghiệp nhà nước. Nói về lịch sử, các doanh nghiệp nhà nước phải vật lộn với sự đổi mới và phát triển công nghệ tiên tiến. Việc dựa vào kỹ thuật đảo ngược sao chép cho thấy đây là vấn đề của Trung Quốc, mặc dù chắc chắn có những ngoại lệ. Hale nói, họ giỏi khi chỉ sao chép các thành phần đơn giản hơn và xây dựng những thứ đơn giản hơn. Tất cả những điều này sao chép động cơ máy bay đòi hỏi trình độ chuyên môn và năng lực mà các doanh nghiệp nhà nước thường không giỏi lắm. Bạn phải nhận ra những hạn chế của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc khi nói đến đổi mới. Trung Quốc nhận thức rất rõ vấn đề động cơ máy bay của họ. Các quốc gia thành danh trong ngành hàng không đang trở nên khắt khe hơn với chúng tôi khi tiếp cận công nghệ. Lưu nói và cho biết thêm rằng những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm hạn chế công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho chúng ta biết rằng công nghệ quan trọng không thể mua được, ngay cả khi bạn chi rất nhiều tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.